I grew these from seeds in January. They're called pansies. Grow very good. Since January. Well, now they've got flower too. Now they have flowers now. Oh, a lot of buds. A lot of buds. Yeah. Grow very good. You can eat this one or mm-hmm. you can put in the vinegar, mm-hmm. you know, take away the vinegar. Mm-hmm. 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 Okay, yeah, but do not use the knife, use the hand, you pick it like that, pluck like that. Okay. But you have to pinch over time so that roll more. Okay. Okay, that one, this one I pinch a lot. Alright. Why pin a lot of water roll more now. Mm-hmm. Right. And the butt come out now. Mm-hmm. Look at that. Alright. The butt flower now is your apple roll a lot. Roll a lot, yeah. Mm-hmm. Okay. The one that this one I pin a lot. Mm-hmm. Pin them. Mm-hmm. Pin them roll flower out a mm-hmm. lot. Nice. The one you're able to eat. Put on my leg salad, good. Oh. That charge or something? No, this one is for to... pods too. I bought the little pods. Yeah, see? Good. White. Mixed color. Mm-hmm. Mixed color. Different colors? White, yellow, whatever. White, yellow, and blue. They said they sit in the bed, so the way you mix. Mix different seeds. Mix the next one. Flower here is later on there with it. So you put on the my lettuce for me, okay. My salad. Put some tree, some leaf in the vinegar, mm-hmm. that's it. Mm-hmm. And if you roll this one, they have a tappet, a buck. Uh-huh. The only thing is baking soda and a little bit of oil. Water, a little bit of sea soap in, mm-hmm. and shake it down, mm-hmm. and just spray on mm-hmm. so that the buck will run off. Mm-hmm. The way that you don't need to buy the oil, expensive out in the mm-hmm. in your home maker better. Các bạn trồng thì hoa đôi lúc nó có những con bọ đó, thì các bạn nghĩa là cứ một cái xíu baking soda. Với muối lúc muối biển với hộp á lúc lấy từ bẹt nghĩa là một chút xíu gì đó rồi cái các bạn bỏ vô nước trộn lên sóc lên từ đây cái bắt đầu mình mới xịt vô trong mấy cây này sẽ trừ được những con bọ đó, nhà nông Việt Nam mình chắc là biết cái cách này mà. Mình không cần phải mua những cái loại thuốc trừ sâu trừ này nọ của cái tàu phải không? Đó, hay là Epsom salt là cái muối thiên nhiên của bên Anh đó, mua cái loại đó mình xịt vô nó sẽ làm nở cây nhiều hơn, đẹp hơn và cây nó sẽ xanh tươi hơn.
mau có trái thì ngọt hơn. Thì các bạn cứ làm đi. Mình trồng không có bỏ là vậy. Những cái này. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành.